Mở đầu bản tin, xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần. Thời gian qua, lực lượng Công an Nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm. Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong giai đoạn 2023-2033, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cần gắn kết việc thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tập trung đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thường xuyên đối thoại, nắm bắt kịp thời để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quan tâm hỗ trợ người lao động mất việc làm, đẩy mạnh thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đặc biệt quan tâm chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để thống nhất các nội dung trong triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong Công an Nhân dân, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổng hợp các vấn đề khó khăn, kịp thời báo cáo để giải quyết những vướng mắc, bảo đảm hoạt động đúng điều lệ và phù hợp với tính chất đặc điểm của lực lượng công an. Tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2023 và hội nghị bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 8, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung hợp tác, xây dựng pháp lý chung nội khối cũng như quốc tế về an ninh mạng, thiết lập cơ chế hỗ trợ các nước trong ASEAN ứng phó xử lý sự cố an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng, chia sẻ thông tin về tội phạm mạng và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, thiết lập các kênh liên lạc, đường dây nóng để xử lý các diễn biến nhanh chóng của tội phạm mạng. Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thay mặt Ban soạn thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến tại phiên họp, đồng thời cho biết đến thời điểm này, dự án luật đã phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế và tính khả thi nếu được ban hành, do vậy đã đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Ả Rập Xê Út, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út, ký hiệp định về phòng chống tội phạm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ả Rập Xê Út, đồng thời nhất trí xúc tiến đàm phán hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù trong thời gian tới. Đây là những hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khác giữa hai bên ngày càng phát triển. Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, chính quyền nhân dân hai tỉnh An Giang, Tà Keo nói riêng, ngày hôm nay, đoàn y bác sĩ của Công an tỉnh An Giang đã sang khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân ở xã Prom Den, huyện Kiri Vong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Gần 20 y bác sĩ thuộc bệnh xá Công an tỉnh An Giang đã thăm khám, kê đơn và phát thuốc cho 300 lượt người dân trên địa bàn xã Phrom Den, huyện Kiri Vong, tỉnh Tà Keo. Qua thăm khám, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và tư vấn cách phòng, điều trị một số nhóm bệnh chủ yếu mà người dân ở đây thường gặp như thoái hóa khớp, tăng huyết áp, tiểu đường, dạ dày, tim mạch, hô hấp, bệnh lý ngoài da. Trước đó, đoàn y bác sĩ bệnh xá Công an tỉnh An Giang đã đến xã Preslik, huyện Treang, tỉnh Tà Keo khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Dịp này, 600 người dân đến khám bệnh còn được trao tặng mỗi người một phần quà bao gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng kinh phí khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này trên 200 triệu đồng. Đợt khám bệnh đã giải quyết một phần khó khăn của người dân hai xã trong công tác phát hiện, phòng và điều trị bệnh, từ đó nâng cao sức khỏe của người dân để tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là giữa lực lượng công an An Giang với bà con và chính quyền nơi đây.
Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cấp hội phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân còn có nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó tiêu biểu là hoạt động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện vùng cao, qua đó góp phần thể hiện trách nhiệm và tình cảm với đồng chí đồng đội và xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an nhân dân. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Bình Định. Đây là buổi khánh thành và trao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, cán bộ công an thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn cùng vợ và hai con nhiều năm nay sống trong căn nhà đã cũ nát. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên với anh, việc xây dựng một căn nhà mới khang trang là điều không thể thực hiện được. Đồng cảm và sẻ chia với những khó khăn của đồng đội, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã vận động cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và các mạnh thường quân đóng góp số tiền 250 triệu đồng, hỗ trợ cho đồng chí Quốc Tuấn một phần kinh phí để xây dựng nên ngôi nhà mới khang trang. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã được bàn giao cho gia đình đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn với bao niềm xúc động. Thì bản thân cảm thấy cảm xúc hiện tại và cũng như gia đình là rất hạnh phúc và vui. Việc có được ngôi nhà mới thì giúp cho bản thân sự an tâm trong công tác và cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao phó trong thời gian tới. Cùng thời gian này, một căn nhà khác cũng đã hoàn thành và được bàn giao cho đồng chí Thượng úy Nguyễn Quốc Trung, cán bộ đội tổng hợp công an huyện Vĩnh Thạnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung cũng là trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được Hội Phụ Nữ Công an tỉnh và Ngân hàng Vietcombank Bình Định chọn để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa với số tiền 250 triệu đồng. Đây là căn nhà thứ 7 được Hội Phụ Nữ Công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành trao tặng cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện miền núi An Lão và Vĩnh Thạnh. Mỗi căn nhà chứa đựng biết bao tình cảm, sự chia sẻ của cán bộ chiến sĩ và hội viên Hội Phụ Nữ Công an tỉnh với mong muốn đồng chí, đồng đội của mình và gia đình vượt qua khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, cống hiến sức mình cho sự bình yên của quê hương. Trong cái thời gian sắp tới thì bên cạnh cái việc triển khai các cái nhiệm vụ công tác hội thì Phụ Nữ Công an Bình Định sẽ nỗ lực tích cực hơn nữa trong cái việc tham mưu cho đảng ủy và lãnh đạo công an tỉnh về chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mà giúp cho ngày càng có thêm nhiều cái ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được trao đến những cái hoàn cảnh đang có nhiều khó khăn trong cuộc sống, giúp nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho cán bộ chiến sĩ để từ đó có thể yên tâm công tác và cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc và cho nhân dân. Những ngôi nhà chứa chan tình đồng đội như thế này vẫn và sẽ còn được trao tặng cho những cán bộ chiến sĩ công an đang gặp khó khăn về nhà ở tại các địa bàn vùng cao. Bằng tất cả sự thấu hiểu của Hội Phụ Nữ, Công an tỉnh và các cơ quan đồng hành, những hoạt động đầy ý nghĩa, nhân văn của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã và đang tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn lực lượng công an tỉnh cũng như cộng đồng, góp phần xây dựng người nữ chiến sĩ công an nghĩa tình và gần gũi với nhân dân. Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện, giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm 2023 trong công an nhân dân, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình vận động hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng công an tỉnh và nhân dân. Với nghĩa cử cao đẹp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe chính mình. Sau chương trình phát động đã có 260 lượt cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, lấy được 249 đơn vị máu, đạt chỉ tiêu đề ra. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo được cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh và nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Sau khi Bộ Công Thương ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân có liên quan. Kết quả đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị trong toàn tập đoàn, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Hiện quá trình kiểm tra xử lý kỷ luật đã cơ bản hoàn tất. Ủy ban đang tiếp tục phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo EVN ban hành các quyết định kỷ luật cán bộ và kỷ luật đảng viên. Theo đó, Ủy ban đề xuất kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Quang Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, ông Trần Đình Nhân, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVN,
ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN và ba lãnh đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Trước đó, trong thời gian từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 6 vừa qua, đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Vào sáng ngày mai 23 tháng 10, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, viết tắt là Công ty AIC. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC tiếp tục bị xét xử vắng mặt nếu không trình diện. Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng toàn bộ 6 gói thầu. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động của công ty AIC. Để công ty AIC trúng thầu, với vai trò chủ mưu đứng đầu chỉ đạo trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu, Nhàn đã chỉ đạo các đối tượng khác để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10. Một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phát hiện và bắt giữ. Cụ thể, vụ vận chuyển bị phát hiện vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 10 tại khu vực bản Nậm Mằn, xã Hủy 1, huyện Sông Mã. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương và công an tỉnh Sơn La, công an huyện Sông Mã kiểm tra hành chính đối tượng Giàng A Dua trú tại xã Hủy 1, huyện Sông Mã. Trong bao tải mà đối tượng mang theo, lực lượng chức năng đã phát hiện có 12.000 viên nén hình trụ. Bước đầu, đối tượng Giàng A Dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 15 giờ 10 phút ngày hôm nay, tại thôn Làng Có Một, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm một cháu bé 3 tuổi tử vong. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện căn nhà của một hộ dân là anh Sùng Xeo Sảnh đang bốc cháy và hô hoán tham gia chữa cháy, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Phong Niên đã chỉ đạo thôn và các lực lượng mau chóng tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do căn nhà xây dựng bằng gỗ, ngọn lửa bùng phát lên nhanh chóng làm sập mái nhà. Lúc này trong nhà có một cháu bé 3 tuổi đang ngủ trưa. Hậu quả khiến cháu bé tử vong, toàn bộ căn nhà và đồ đạc đã bị thiêu rụi. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thi thể của cháu bé cũng đã được tìm thấy. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện. Được biết bố mẹ cháu đang đi làm ở Bình Dương, cháu ở với ông bà. Trưa cùng ngày, ông bà đi vắng, chỉ có cháu ngủ trưa ở nhà một mình thì xảy ra sự việc. Liên quan tới hai vụ chìm tàu câu mực khiến 13 ngư dân Quảng Nam mất tích ở Trường Sa, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được thêm ngư dân nào mất tích của hai tàu chìm ở khu vực đảo Song Tử Tây. Công tác tìm kiếm 13 ngư dân đã kết thúc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 22 tháng 10, tàu cảnh sát biển 8002 kết thúc tìm kiếm cứu nạn, được lệnh di chuyển cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền, đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu KN471 tiếp tục tìm kiếm. Lúc 18 giờ, các tàu vùng 4 Hải quân cũng đã kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của hai tàu chìm. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác chống khai thác IUU được tỉnh Quảng Ngãi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lực lượng công an và bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm, cấp bách, quản lý tàu thuyền và ngư dân hoạt động khai thác hải sản. Qua đó làm chuyển biến tích cực việc chấp hành pháp luật của ngư dân. Các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đã được khắc phục một cách căn cơ. Làm chủ con tàu chiều dài trên 15 mét, hành nghề lưới chuồn ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.
ông Lê Bơn, chủ tàu cá QNG 97731TS ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chủ động mua sắm, trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải, máy thông tin liên lạc cho con tàu của mình. Trước khi vươn khơi, ông bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động và kiểm tra tín hiệu kết nối với cơ quan chức năng. Quá trình khai thác hải sản trên biển, ông đánh bắt đúng ngành nghề đăng ký, không đi sai vùng, lấn tuyến, vượt ranh giới cho phép. Đặc biệt, mỗi lần thả lưới, buông neo, ông ghi chép tỉ mỉ tọa độ, sản lượng khai thác cho từng mẻ lưới. Giờ đi nha, thì cái vốn sót của chúng tôi là để thăm bóng trai thăm bóng, từ cái ngà xích cỏn, ra miết qua biển mà tới vua là không bao giờ tét một phút một giây nào. Trường hợp có hòa lệ nó có tét tiếng nửa tiếng là do điện đèn nó có sự cố, ví dụ cái búi dây nó mua ve hay là nó gì, có tét tiếng nửa tiếng. Còn hòa qua ra mà tét tầm cả mà hơi tiếng, bò tiếng thì chưa bao giờ có. Lồn thì mình ra mình quánh điểm nồn là mình ghi, anh bỏ cây cà anh quánh là anh phải ghi. Anh ké sang rồi độ đăng bét, độ máy bét, vị tiếng rồi anh phải ghi giấy cho nó chính xác. Hiện nay hầu hết ngư dân trên địa bàn tỉnh hoạt động khai thác hải sản từ tuyến khơi cho đến tuyến lộng đều chấp hành nghiêm các quy định của luật thủy sản và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định. Bà con rất chủ động trong việc lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình, đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Nếu như mà người khai thác này mà mình vi phạm cái vùng khai thác của IUU đưa ra thì đâu có được xuất khẩu, cho nên là người dân quy phải chấp hành cái đó mới được sản phẩm cá gù mới được xuất khẩu qua IUU, chứ lại rút được cái thị vàng của Ủy ban châu Âu đưa ra nghề cá mình mới phát triển lên chứ. Để có được những kết quả trên, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Công an Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Trung ương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá với công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của cơ quan chức năng trước lúc ngư dân vươn khơi. Đối với các cái đơn vị thu mua ấy, thì đơn vị cũng đã tiến hành là cho cam kết là không mua bán, trao đổi hàng hóa với các cái tàu cá hệ than đăng ký đăng điểm. Các tàu cá mà vi phạm khai thác IUU không bảo đảm các quy định khi khai thác hải sản thì các cái bến cá cũng đã tiến hành là cam kết và quy định chấp hành các quy định khi mua bán trao đổi hàng hóa, đặc biệt là bảo đảm về cái an ninh chính trị. Quảng Ngãi có gần 4.300 tàu cá, chiều dài từ 6 mét trở lên. Ngư dân hoạt động khắp các ngư trường trong nước, một số tàu nhiều năm không về địa phương nên khó khăn cho công tác tuyên truyền nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành pháp luật khai thác thủy hải sản. Song bằng quyết tâm chính trị, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã nỗ lực quản lý, kiểm soát phương tiện và vận động ngư dân tuân thủ pháp luật, chung tay cùng ngư dân cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Liên quan tới việc chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định an toàn cho người dân. Theo đó, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công ty cổ phần nước mặt sông Đuống tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, công ty cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch sông Hà Đông để điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty nước sạch Hà Nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông Đuống cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tăng tối đa công suất cấp nước, đảm bảo cấp nguồn cho thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà xây dựng các giải pháp khắc phục, đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung để bổ sung nguồn cấp cho công ty nước sạch Hà Đông điều tiết điều phối cấp về khu đô thị Thanh Hà. Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 để điều tiết tăng lượng nước cấp cho khu vực Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà. Thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.